con xin trở về nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, tình hình dịch bệnh Corona đối với nước Việt Nam của chúng ta hôm nay bắt đầu chuyển hướng trầm trọng hơn. Đêm vừa qua, thủ đô Hà Nội đã náo loạn bởi vì đã phát hiện ra một ca virus đã lây lan hết cả một khu phố của Hà Nội, và chính quyền Hà Nội đã phải cách ly cả một khu phố và đang truy tìm những người bị lây nhiễm bởi một người đi từ Anh về đã đem con virus đó về đây. Và mới chiều nay tại Thái Bình lại thêm một người nữa, và cái tình hình này có thể nó lây lan cho đến Sài Gòn của chúng ta. Anh chị em biết con virus corona này hiện nay nó trầm trọng là bởi vì không có thuốc chữa, chưa có thuốc chữa và cũng chưa có vaccine để ngừa nó. Ai trúng con này thì chỉ có đợi nước về thiên đàng mà thôi. Mà con virus này nó ủ ở trong người chúng ta, nó không có phát ra có khi cả 2 tuần lễ. Nhiều khi anh chị em đang khỏe thế này mà anh chị em nhiễm bệnh mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết mình bị bệnh. Rồi chúng ta cứ sống như thế, chúng ta cứ đi nói chuyện với mọi người, chúng ta văng cái nước bọt ra, hơi thở của chúng ta, rồi nó cứ truyền hết người nọ người kia. Đến khi chúng ta phát hiện bệnh ra của mình thì chúng ta đã truyền cho biết bao nhiêu người rồi. Đức Tổng Giám mục hôm nay ra lệnh cho toàn giáo phận của chúng ta là anh chị em mỗi khi đến nơi công cộng, đặc biệt là nhà thờ, xin anh chị em cố gắng mang khẩu trang. Anh chị em thấy lúc nãy tôi phải mang khẩu trang ở trong giải tội, nhưng tôi đứng ở trên bàn thờ không mang khẩu trang vì là tôi đứng cách xa anh chị em ít nhất là 5 mét, mà tối thiểu phải là 2 mét thì mới an toàn. Vì thế, anh chị em cố gắng bắt đầu ngày mai, mỗi người chúng ta tìm khẩu trang, chúng ta mang khẩu trang đi lễ. Vì bây giờ chúng ta, đất nước của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và vì thế, chúng ta không được phép coi thường chuyện này. Chúng ta sẽ bị bệnh và nhiều người khác cũng sẽ bị bệnh nếu chúng ta không biết giữ gìn cho chúng ta. Và hết Chúa Nhật này, bắt đầu từ ngày mai, ngày thứ hai, Hội đồng Mục vụ sẽ nhắc cho tất cả anh chị em, ai xưng tội buộc phải có khẩu trang, còn không thì đi về nhà. Vì Đức Tổng Giám mục ra lệnh cha giải tội và người xưng tội buộc phải có khẩu trang, bằng không người gần quá sẽ nguy hiểm tính mạng cho cả hai người. Vì thế chúng ta không được phép coi thường chuyện này. Và hôm nay tôi nhắc đầu lễ để anh chị em cầu xin Chúa đoái thương đến nhân loại của chúng ta, và xin Chúa đoái thương gìn giữ quê hương đất Việt của chúng ta. Nọ nay gần 2 tuần lễ yên hàn, đêm vừa rồi náo loạn thiên cung hết cả thủ đô. Và nếu Sài Gòn này mà chính quyền Sài Gòn tuyên bố rằng nạn dịch nó đến Sài Gòn, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Thủ đô Hà Nội tuyên bố là ẩm thực đầy đủ, không phải lo tích trữ. Chúng ta cũng vậy, xin Chúa gìn giữ chúng ta. Và vì thế, trong thánh lễ này chúng ta rất tha thiết này, xin Chúa thương che chở gìn giữ hội thánh cho nhân loại, và xin Chúa thương ban cho chúng ta tìm được phương thuốc để chữa lành con người hôm nay. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay cũng hợp ý với anh chị em chúng ta. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin ơn bình an, ơn soi sáng, ơn chữa lành bệnh, thánh hóa công ăn việc làm, đi đường xa bình an, ơn mạnh khỏe. Cầu cho ông Phaolô Thái Tiến Dũng thuộc giáo khu Đức Mẹ Mân Côi mới qua đời. Cầu cho linh hồn Phaolô mới qua đời. Linh hồn Gioan Bautista dỗ 36 năm, Phaolô 9 năm, Đa Minh 33 năm, Giuse 8 năm. Và cầu cho các linh hồn Maria, Vicente, Benito, Teresa, Anna, Domenico, Ferro, Giuse, ông bà tổ tiên nội ngoại và các linh hồn nữa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chết sát sáng thế, khi ấy Chúa phán cùng Áp-ram rằng: ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Áp-ram liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lượng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con hằng cậy trông nơi Chúa rất ngay thực chân chính, việc tay Ngài thực đáng cậy tin. Ngài yêu thích công minh chính trực, tình thương Ngài tràn ngập khắp mọi nơi. Ngài đưa mắt dõi theo kẻ thơ kinh, kẻ tin cậy lòng Chúa dù thưa, hầu giải cứu qua tay tử thần, hồi cơ hàn Ngài nhìn tới giường nuôi. Đoàn con những vững tâm đợi trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp chở che. Hồng ân Chúa xin thương xuống đây trên những người hằng bền vững cậy trông. Hi
thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêu. Con thân mến, con hãy đồng tao lập cộng tác với cha vì tin mừng. Nhờ quyền lực của Thiên Chúa, đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu gọi Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông này và đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người sáng như mặt trời, áo người chiếu sáng như tuyết. Và đây Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu: Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, chạm đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa anh chị em, một cảnh tượng Chúa Giêsu biến hình trên núi rực rỡ, áo của Người sáng chói, mặt của Người như mặt trời, và có Môsê Elia hiện ra. Đến độ mà Phêrô nói với Chúa Giêsu: Ở đây thì sung sướng quá, chúng con dừng ở lại đây luôn, làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và Elia. Một cái cảnh tượng sung sướng đến như vậy. Thế nào? Thấy, anh chị em biết Chúa Giêsu có 12 thánh tông đồ, có ba ông được đi Chúa dẫn lên thầy thôi, Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan, còn 9 ông nữa không có được chứng kiến. Chắc thế nào cũng xuống kể cho mà xem. Từ trên núi mà anh chị em nghe Chúa Giêsu nói truyền lệnh cho ông: Các con không được nói với ai về những điều đã thấy. Nhưng mà không phải là nói không, im luôn nha, không phải là như ấn tín tòa giải tội, anh chị em xưng tội xong là ông cha đem xuống mồ mà chết thôi à. Không, không được nói cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại. Nghĩa là sẽ nói, nhưng bây giờ nói chưa được, phải đợi Con Người chết sống lại thì lúc bây giờ mới nói. Và tôi tin chắc là cái câu chuyện biến hình này, anh chị em biết là Chúa Giêsu sống cuộc đời trần thế là 33 năm. Ngài sống ẩn dật 30 năm và Ngài đi ra công khai đao giảng tin mừng là trên dưới chưa đầy 3 năm. Và cái câu chuyện này xảy ra là năm thứ 2, tức là còn hơn 1 năm nữa là Chúa chết. Thì tôi nghĩ hơn 1 năm nữa, trong hơn 1 năm đó các ông không được nói gì cả. Không được nói gì hết, nghĩa là giữ bí mật hoàn toàn với lại 9 ông kia và mọi người. Cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại thì ông mới nói, thì hôm nay chúng ta mới có bản văn
chúng ta mới được tường thuật. Nếu ông giữ im rít luôn thì chắc bao giờ chúng ta có cái bản văn này. Như vậy thì cho đến khi con người từ cõi chết sống lại mới được nói. Nghĩa là sao? Khi con người từ cõi chết sống lại mới đọc cái biến cố biến hình này, nó mang một cái ý nghĩa mới. Bằng không chỉ tường thuật sự kiện, nhưng cái sự kiện nó ý nghĩa gì thì hoàn toàn không thấy gì hết. Nói cách khác, người ta chỉ dừng lại ở cái sự kiện đó, nhưng mà sự kiện nó mang một cái điều gì đó ẩn ở trong đó thì không thấy. Vậy thì sự kiện nó mang điều gì? Anh chị em biết, để hiểu cái bài này nó phải nối kết trước sau. Trước khi Chúa Giêsu đưa ba cái ông này lên núi để biến hình thì nó có ba cái sự kiện xảy ra. Sự kiện thứ nhất đó là lúc bấy giờ Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no nê, và anh chị em biết là người ta sung sướng quá, trời ơi ông này tuyệt vời, ông này mà nếu tôn ông này lên làm vua, ông mới khi mà mình cứ đói thì ông cứ làm phép lạ ăn dài dài đỡ ghê đó, có ông vua biết làm phép lạ. Anh chị em biết người ta tìm cách tôn Chúa làm vua, Chúa trốn, Chúa trốn. Đấy là sự kiện thứ nhất. Dường như là người ta muốn lợi dụng về cái quyền năng của Chúa, nhưng mà không phải, không phải. Đến sang lần thứ hai, câu chuyện lần thứ hai, sau khi biết có đó rồi, thì lúc ấy Chúa Giêsu và các môn đệ đi riêng ra, Ngài mới hỏi các thánh tông đồ thế này, người ta bảo con người là ai? Thế thì bắt đầu các ông mới nghe ồn ào, người này nói, người kia nói, người ta mới, các ông mới nói, người ta thì bảo thầy là Elia, Gioan, Tẩy Giả, vân vân vân. Thế Chúa hỏi lại các ông, còn các con bảo thầy là ai? Anh chị em biết là các ông mới chứng kiến phép lạ, Chúa làm phép lạ hoa bánh ra nhiều, thì bây giờ các ông sẽ nói. Người ta thấy cái này thôi cái kia. Thế Phêrô mới nói thế này, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Thế thì anh chị em biết Chúa nói thế này, Phêrô giỏi, giỏi, nhưng mà không phải con nói, mà cha tha trên trời nói cho con. Và cái câu trả lời của Phêrô là câu trả lời chính xác. Thầy là Đức Kitô, nghĩa là thầy là đấng Mêsia, là đấng cứu thế. Mà đấng cứu thế là con của Thiên Chúa, con Thiên Chúa mới là đấng cứu thế. Bởi vì người Do Thái nghĩ là đấng cứu thế như một vị vua, quyền lực chính trị. Không, đấng cứu thế không phải như thế. Đấng cứu thế là con Thiên Chúa kìa, con Thiên Chúa làm người, là đấng cứu thế kìa. Đúng, con nói như vậy đúng, bởi vì cha ta nói cho con biết. Khen Phêrô xong một cái. Rồi, thế là điều thứ hai. Xong rồi, bắt đầu Chúa nói, này, con người sẽ phải chịu đau khổ, chết và sống lại. Phêrô vừa mới nói đúng xong cái, Phêrô lôi Chúa, không được, không được, không được, không được, không được. Thầy nói gở, đang huy hoàng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, đang chiến thắng, đang mọi người khen ngợi, muốn tìm Chúa tôn Chúa là vua. Mà con vừa mới nói thầy vừa con khen con, thầy lại nói gỡ, thầy chết, người ta chết 3 ngày, xì xì vậy. Anh chị em biết Chúa nói làm sao? Chúa nói, Satan, hãy lui ra đằng sau, vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Mà anh chị em biết chữ Satan, Chúa Giêsu không đổi tên ra do Phêrô là Satan đâu. Satan chỉ có nghĩa là nói, nghĩa là như là một cách của trách vậy thôi. Cũng giống như vậy này, anh chị em nói về cho dễ hiểu. Cái đứa con nhà mình nó nghịch ngợm quá. Anh chị em biết mấy người bố mẹ mắng thôi. Quỷ, 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 quỷ. Thì con mình đâu phải thành quỷ. Con mình đâu thành quỷ. Nhưng mà cái chữ quỷ, 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 mày phá. Thì cái từ đó như là từ mắng. Thì Chúa Giêsu nói đến Phê-rô-lan, à Phê-sa-lan, nghĩa là đấy là cái điều mà sao nó gở nó đến với con như vậy. Tại vì, tại sao mà thầy chiến thắng như thế, thầy mà nói về sự chết và sống lại vậy. Con không hiểu. Nên Chúa nói Satan lui ra. Bây giờ để cho ông mới khỏi bị vấp phạm, đưa Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi biến hình trước mặt các ông. Trời ơi, cả đời chưa bao giờ trông thấy Chúa rực rỡ đến như vậy. Và có Môi-se và Elia hiện ra nói về cuộc khổ nạn của Ngài. Và chính vì thế mà Chúa nói bây giờ điều này chỉ được kể lại sau khi chết sống lại. Khi con người từ cõi chết sống lại thì các con mới kể lại. Lúc bây giờ mới ngấm và mới hiểu được điều Chúa nói. Tôi muốn dừng lại ở đây chia sẻ với anh chị em 2 điều. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là thường dừng lại ở cái sự kiện hoặc thành công hay thất bại, mà chúng ta không có nối kết, không có nối kết nó, không có nối kết. Đức Tổng Giám mục Sài Gòn này, trong cái vụ Corona này, tôi rất thích cái câu nói của Ngài. Qua cái sự kiện Corona này trong lịch sử, và tôi năm nay gần 60 tuổi, chưa hề bao giờ thấy náo loạn thiên cung trên toàn thế giới các quốc gia về cái vụ con Corona này nó loạn lạc đến như vậy. Các
quốc gia đâu cũng lo lắng, từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, châu Âu cho đến tất cả mọi quốc gia đều nước nào cũng lo lắng. Ủa, mình giỏi cơ mà, lên phi thuyền, lên trên trời mình làm bao nhiêu việc, sao có mỗi con virus, con vi trùng nó con như vậy mà ai cũng sợ vậy? Lạ à. Chúng ta sợ chết. Đơn giản chúng ta sợ chết. Thế này, cái con vi trùng này, con virus này, nó làm cho chúng ta sợ chết. Chúng ta mới thấy nhiều khi chúng ta bất lực, cho đến giờ này chúng ta chưa tìm ra thuốc. Chúng ta cảm thấy mình bất lực với nó, nên chúng ta phải tìm cách phòng ngừa. Nhưng mà đó là sự kiện. Tôi nghĩ nó lớn hơn nữa chứ, hơn nữa chứ. Qua cái vụ này, người ta thấy nhân loại liên kết với nhau, thông tin cho nhau hơn bao giờ hết, không giấu giếm. Vì nếu giấu giếm, chúng ta sẽ là người chết trước. Chúng ta không được bảo vệ. Chúng ta cứ minh bạch công khai, người ta biết, người ta sẽ, thí dụ, một trong một đất nước, chính phủ mà công khai minh bạch trong chuyện này, thì dân chúng được minh bạch thì sẽ tự giữ gìn mình. Còn cứ ù ù cạc cạc giấu giếm, đến khi cả nước đều bệnh hết, chết hết cả nước này thì làm sao? Thì làm sao? Lúc này là lúc minh bạch, trong sáng, trong thông tin, để mọi người chúng ta biết cái sự trầm trọng của nó. Và trên toàn thế giới, một người bị nhiễm cũng phải thông tin. Ngày hôm nay đêm vừa rồi tôi theo dõi thông tin ở Hà Nội, chỉ có một người thôi, ở cái phố Trúc Bạch, coi như cách ly cả một cái khu phố, mà từ bí thư cho đến chủ tịch của thủ đô Hà Nội họp suốt đêm để đi tìm người bà bị coi là đã đi lây nhiễm. Cái bà nội này bà đi từ Anh về, đi máy bay về, bà đi loạng quạng sang bên Ý, ở cái chỗ Bắc Ý, rồi bà rước con corona ở Ý, bà về Anh, rồi bà sang bên Pháp, thủ đô Pháp, bà đi du lịch, rồi bà đi vòng vo Tam Quốc, bà đi vào trong cái máy bay Việt Nam Airlines, 207 người trên đó, rồi về Việt Nam này bây giờ phải đi truy tìm hết 207 người ở khắp nước Việt Nam này nằm ở cái chỗ nào, vì con virus nó ở trong máy bay á. Rồi bà đi về, bà đi loạng quạng khắp nơi, bà thăm người này, thăm người kia, mà bà bị nhiễm 14 ngày rồi, đến bây giờ bà bắt đầu bà sốt lên, bây giờ phát hiện ra là bà bị bệnh, thì trong suốt 14 ngày bà đi thăm bao nhiêu người, hò hắng rồi, nói chuyện rồi, truyền một người ra cả hàng trăm người rồi, bây giờ hàng trăm người kia đang ủ bệnh trong người, bây giờ phải bắt hết mà cách ly. Anh chị em thấy một người thôi, rồi mấy trăm người đó lại cứ đi thăm nom nhau, cứ nói chuyện tùm lum tất cả. Bây giờ nhiều khi xin lỗi, chúng ta ngồi trong nhà thờ này, chúng ta có biết mình cho ta bị con corona ra trong người đâu. Vì nó 14 ngày sau nó mới hiện ra, nó đang nằm ủ trong người mình đây này. Có nguy hiểm chưa? Quá là nguy hiểm. Đây chính là cơ hội nhắc cho chúng ta sự liên kết với nhau. Nhắc cho nhau, liên kết với nhau, chứ đâu chỉ là bệnh dịch bệnh không. Nhưng còn một điều nữa là gì? Trong cái biến cố này, chúng ta thấy con người nhiều khi quá tự mãn về mình. Chúng ta tưởng chúng ta muốn làm gì thì làm. Chỉ một con virus nhỏ thôi, chúng ta gần như muốn bó tay khi chúng ta không có thuốc. Con chừng chúng ta quá kiêu ngạo mà chúng ta hoàn toàn bị khuất phục bởi chính cái thế giới hôm nay. Và cái thứ ba nữa, hôm nay chúng ta mới thấy được, chúng ta trông cậy vào Chúa, Thiên Chúa có thể làm được mọi việc. Chúng ta không có cuồng tín, nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ mình, phải gìn giữ mình, phải canh chòng. Anh chị em nhớ, tôi xin nói lại, Đức Tín ơi, tôi xin nhắc lại là thư của Đức Tổng Giám Mục hôm nay nhắc cho chúng ta rất cẩn thận. Vì thế anh chị em đừng coi thường, vì nếu một mình anh chị em không canh chừng, anh chị em lây nhiễm cho cả nhà thờ, và anh chị em cũng vậy bị lây bởi người khác nữa. Do đó đây là một vấn đề lớn của quốc gia và của giáo hội. Chúng ta tin thật là Chúa làm việc, và chúng ta trông cậy vào Chúa để Chúa có thể gìn giữ chúng ta. Và đặc biệt xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các nhà khoa học, các bác sĩ, những người tìm kiếm, để càng sớm càng tốt tìm ra thuốc chữa bệnh cho con người bị đau yếu bởi con corona này, và tìm ra vaccine để chích cho tất cả chúng ta để phòng ngừa, để nếu con corona nó vào người thì chúng ta có kháng thể chống lại nó. Và như thế, qua cái sự kiện này, chúng ta cũng thấy bài tin mừng hôm nay là một chuỗi liên kết.
thì chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta đọc được chương trình của Thiên Chúa, để qua cái biến cố này chúng ta quyết luôn luôn sống liên kết với nhau, hiệp thông với nhau, hiểu nhau, tôn trọng nhau. Đừng chúng ta đừng có cuồng tín. Vài cái ông cha cứ nói linh tinh, không sợ virus, xông pha vào virus, làm nọ làm kia, cứ sợ với hãi. Cái đó là cuồng tín. Chúng ta phải luôn luôn biết một đàng, khoa học đàng hoàng tử tế. Chúng ta biết phòng ngừa, nhưng chúng ta cũng biết trông cậy vào Chúa, để Chúa soi sáng cho chiếc khôn của chúng ta, tìm phương thuốc chữa lành nhân loại hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con của Đức Chúa Trời, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ơn cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu biến hình trên núi cao để tỏ cho chúng ta biết người là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa. Trong tâm tình biết ơn và yêu mến, chúng ta cùng cất cao lời ca. Chúa Giêsu biến hình trên núi cao để nâng tâm hồn chúng ta lên cùng Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết kiêm tìm các giá trị vinh cửu cao thượng. Nhờ đó, con người được thỏa mãn các khát vọng của mình. Lời Chúa, xin tỏ nhan Thánh Chúa cho chúng con. Chúa Giêsu là con yêu dấu của Chúa Cha, luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu luôn sống trọn vẹn ơn làm con Chúa qua bí tích thánh tẩy, để nhờ đời sống gương mẫu họ làm chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Lời Chúa, xin tỏ nhan Thánh Chúa cho chúng con. Chúa đàm đạo với Môi-se và Elia về sự chết của mình để cứu độ nhân loại. Chúng ta cầu xin cho tất cả những ai đã ly trần được hưởng ánh sáng phục sinh của đấng cứu thế và được giữ phần vinh quang với người. Lạy Chúa, xin tỏ nhan Thánh Chúa cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang Chúa cho các tông đồ khi biến hình trên núi cao. Xin dạy chúng con khi chiêm ngắm vinh quang Chúa tỏ rạng, biết khám phá nơi dung nhan Chúa là đấng chết và sống lại để cứu độ chúng con. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lạy của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị tâm hồn chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi Thánh người đã bày tỏ vinh quang của người cho các ông. Nhờ lề luật và các tiên tri làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy vinh hoàng Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân gian. Chúa hoan hô Chúa trên cả tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa như của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng lạy Chúa. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, như xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
vượt sâu loài người, tìm nơi xa xôi hoang vắng, tâm hồn bình yên thắm tươi và ánh sáng mới tuyệt vời và áo trắng xóa tuyệt vời. Người thay nhanh trong giây phút hình dung sắc như mặt trời. Cùng muôn sinh đi lên núi trong nguồn ánh sáng tuyệt vời, vì trong đêm đen u tối gian trần buồn đau chẳng ngơi, cùng cất tiếng hát ngập trời mừng đông thắng đến bằng lời. Người ơi xa xôi mau tới, tình yêu trước xưa gọi mời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời khi ngay còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời anh chị em an tọa. Kính thưa anh chị em, tôi xin phép được lược tóm lại thư của Đức Tổng Giám mục gửi cho toàn thể giáo phận chúng ta với những hướng dẫn cụ thể trong hoàn cảnh như sau. Chúng ta sẽ đeo khẩu trang nơi công cộng kể cả linh mục, rửa tay thường xuyên, và anh chị em thấy giáo xứ của chúng ta hôm nay ở tiền sảnh nhà thờ, ở sân Ave Maria, ở trên hội trường, ở sau đài Đức Mẹ,
Khắp nơi chúng ta đều có nước rửa tay khô, anh chị em chịu khó rửa tay, vì cái mặt bàn thờ của chúng ta, bàn quỳ đây, chúng ta không biết có virus hay không, không biết, khi chúng ta chạm tay lên, chúng ta phải rửa tay, không chúng ta bôi lên trên mặt, hoặc là mũi, hoặc là miệng, hoặc là mắt, thì rất là nguy hiểm. Anh chị em nhớ đây là phép vệ sinh thông thường, anh chị em cố gắng giữ, chỉ rước lễ ở trên tay mà thôi. Tôi và các thừa tác viên tuyệt đối sẽ không đưa mình thánh Chúa trên miệng của anh chị em nữa, cho đến khi có thông báo mới. Anh chị em ở nhà và không đi lễ, nếu thấy dấu hiệu mình bị nhiễm bệnh, và nếu anh chị em thấy sốt, đau, anh chị em phải đi ngay đến bác sĩ để được biết mình như thế nào, và nếu cần cách ly thì chúng ta phải cách ly ngay, không chúng ta sẽ lây bệnh cho hết mọi người. Trong thánh lễ, xin anh chị em tuyệt đối không bắt tay nhau nữa, và chúng ta chỉ cúi đầu chào nhau, không chạm tay vào nhau nữa. Hạn chế các quy tụ đông người như các lớp giáo lý, hành hương và lễ mừng cho đến khi có thông báo mới. Tòa giải tội, tất cả các giáo xứ phải có vải che. Anh chị em thấy nhà thờ chúng ta đây, cái tòa giải tội có một miếng vải che. Tuy nhiên, cha giải tội và người xưng tội cả hai phải mang khẩu trang để không lây nhiễm cho nhau. Và tôi cũng thưa với anh chị em một điều này nữa này, là anh chị em không mang khẩu trang thì có cái nguy cơ là thế này, là có con virus nó bám ở trên cái vải, anh chị em đưa cái miệng vào, anh chị em không có khẩu trang, coi chừng con virus nó nằm ở trên cái vải, nó chạy vào anh chị em đấy. Thành thử ra anh chị em nhớ mang khẩu trang là bảo vệ mình đó. Do đó anh chị em đừng có coi thường. Vì thế bắt đầu từ thứ hai, hôm nay tôi thông báo rộng rãi ngày Chủ nhật, từ thứ hai, ai không mang khẩu trang thì xin thông cảm, không vào tòa giải tội. Hoặc chúng ta có con virus, chúng ta thở vào cái vải kia, thế là cái người sau đến hít vào một cái, trắng mắt hết cả đám ra với nhau thì chết. Thành thử ra ai xưng tội phải có khẩu trang, nhớ nha, không có khẩu trang là không xưng tội được đâu. Đó. Nhân dịp mùa chay, Tòa Tổng Giám Mục cũng gửi đến mỗi gia đình chúng ta lá thư mục vụ của Đức Tổng Giám Mục, giúp chúng ta sống tâm tình mùa chay, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay. Và Ngài cũng kêu gọi mỗi gia đình chúng ta giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà sắp tới. Xin anh chị em quảng đại giúp đỡ công việc chung của giáo hội, và xin các trường khu vui lòng đến văn phòng của giáo xứ nhận phong thư và gửi đến cho các gia đình, và chúng ta sẽ thu lại trước mùa chay thánh này để tổng kết gửi về tòa giám mục. Xin hết lòng cảm ơn anh chị em, và xin Chúa thương gìn giữ che chở chúng ta trong hoàn cảnh hôm nay. Chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.